đây là lối vào chùa Địa Tạng Phi Lai ở Hà Nam ngày mùng 3 Tết. À, siêu đông luôn. Hàng nghìn người đã đều đổ đến nơi đây. Còn vẫn men đen kia chùa này như nào. Rất là vui khi thấy đông người à. Đây là quang cảnh của Địa Tạng Phi Lai. Rất rộng. Chùa muốn ngôi chùa mới nổi ở Hà Nam. Được xây từ năm 2015. Trong sân chùa. Ngôi chùa với kiến trúc Lai Nhật Bản à. Bên đấy chùa này nha. Đẹp. Nhận xét à. Chùa này rất là giống ngôi chùa. Và nó cũng rất là đẹp. Hai bức tượng khổng lồ ở hai bên nghênh đón một chùa. Đây là biển khổ. Em bé ơi, đi trên bậc đá không ơi. Bé ơi. Mọi người phải di chuyển trên mặt đá. Xây dựng rất đẹp đấy chứ đúng không? Phong cảnh chùa mùa xuân. Hàng nghìn người đang ở đây. Hoan lễ đi. Đẹp nhỉ? Hay. Bốc quẻ. Xuất sắc luôn. Sổ lưu bút. Lưu giữ. Đây là gì? Ao. Mẹ ơi, bỏ khẩu trang.